Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong cuốn sách Bài tập hàng ngày toán năm, được biên soạn theo chương trình cánh Siêu nhé Các em học sinh thân mến, trong video ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong bài 45 Tỷ lệ bản đồ Một lớn phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1 một, một bản đồ có tỷ lệ 1 một chia 1.000 một biết độ dài trên bản đồ là 2 cm. Vậy độ dài thật tương ứng là Vậy trước tiên ở đây cô có độ dài thật theo đơn vị cm sẽ là 2 nhân với 1000 sẽ là 2000 cm. Vậy ở đây đề bài cho các đáp án theo đơn vị là mét. Chúng ta sẽ đổi đơn vị cm sang mét. Vậy ở đây cô có 1 m sẽ tương ứng với 100 cm. Vậy 2000 cm sẽ tương ứng với 2000 chia cho 100 và sẽ bằng 20 m. Cô chậm đáp án D. Chúng ta tiếp tục với câu 2. Độ dài thực tế là 15 m. Biết bản đồ có tỷ lệ 1 chia 500. Vậy độ dài tương ứng trên bản đồ là Ở đây chúng ta có Độ dài tương ứng trên bản đồ theo đơn vị mét sẽ là 15 chia cho 500. Và đó chính là 0,03 mét. Vậy ở đây cô có, có 1 mét sẽ tương đương với 100 cm. Vậy 0,03 mét sẽ tương đương với 0,03 nhân với 100 cm. Và sẽ bằng 3cm. Vậy cô chọn đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu 3. Khoảng cách giữa Hà Nội và Phú Thọ là 90km. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 1 triệu. Khoảng cách giữa Hà Nội và Phú Thọ dài số cm là? Vậy đây trước tiên cô sẽ tìm khoảng cách giữa Hà Nội và Phú Thọ theo đơn vị km. Ở đây chúng ta có... Khoảng cách giữa Hà Nội và Phú Thọ trên bản đồ sẽ dài số km là 90 chia cho 1 triệu. Và cô thu được kết quả là 0,00009. Vậy đây chúng ta có đề bài hỏi rằng khoảng cách giữa Hà Nội và Phú Thọ dài số cm là Vậy ở đây cô sẽ đổi đơn vị km sang cm. Ở đây chúng ta có 1 km sẽ bằng 100.000 cm. Vậy 0,00009 km sẽ bằng 0,00009 nhân với 100.000 ở đây đơn vị sẽ là cm. Vậy chúng ta có kết quả là 9 cm. Cô chọn đáp án B. Chúng ta tiếp tục với phần 2 lớn, phần tư luận, bài một số. Ở câu thứ nhất, đề bài cho biết tỷ lệ bản đồ và độ dài trên bản đồ. Yêu cầu chúng ta tính độ dài thật. Vậy, ở đây cô có tỷ lệ bản đồ là 1 chia 200, độ dài thật trên bản đồ là 1 cm. Vậy, độ dài thật theo đơn vị cm sẽ là 1 nhân với 200 cm. Và đề bài yêu cầu chúng ta tính theo đơn vị mét. Vậy ở đây cô sẽ đổi 200 cm sang mét. Chúng ta có 1 m sẽ bằng 100 cm. Vậy 200 cm sẽ bằng 200 chia cho 100 m chính là bằng 2 m. Ở cột thứ hai, đề bài cho biết tỷ lệ bản đồ và độ dài thật. Yêu cầu chúng ta tính độ dài trên bản đồ. Vậy ở đây cô có độ dài trên bản đồ theo đơn vị mét sẽ là 8 chia cho 1.000. Ở đây sẽ là 0,008 m Và đề bài yêu cầu chúng ta tính theo đơn vị mm. Vậy cô sẽ đổi 0,008 m sang đơn vị mm. Ở đây chúng ta có 1 m sẽ bằng 1000 mm. Vậy 0,008 m sẽ bằng 0,008 nhân với 1000 mm. Và cô thu được kết quả là 8 mm. Tiếp theo chúng ta có đề bài cho biết tỷ lệ bản đồ và độ dài trên bản đồ. Yêu cầu chúng ta tính độ dài thật Vậy ở đây cô có độ dài thật theo đơn vị cm sẽ là chúng ta lấy 15 nhân với 10.000 và thu được kết quả là 150.000 cm ở đây đề bài yêu cầu chúng ta tính độ dài thật theo đơn vị km vậy cô sẽ đổi 1.500 cm sang đơn vị km ở đây chúng ta có 1 km sẽ bằng 10.000 cm. Vậy 150.000 cm sẽ bằng 150.000 chia cho 10.000 km. Vậy ở đây đáp án chính là 15 km. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 2. Nền của một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 5 m. Hỏi chiều dài của nền căn phòng đó trên bản đồ tỷ lệ bộ chia 200 là bao nhiêu cm? Vậy ở đây trước tiên cô sẽ đi tính chiều dài nền của căn phòng đó trên bản đồ theo đơn vị mét. Cô sẽ có chiều dài nền của căn phòng đó trên bản đồ mộ chia 200 là? Ở đây chúng ta sẽ lấy 5 chia cho 200. Thu được kết quả là 0,025 Và ở đây đơn vị chính là mét đề bài hỏi rằng chiều dài của nền cắt phòng đó trên bản đồ là bao nhiêu cm Vậy ở đây chúng ta sẽ đổi 0,025m sang đơn vị cm Chúng ta đổi 0,025m qua đơn vị cm Vậy ở đây cô có 1 m sẽ tương đương với 100 cm. Vậy 0,025 m sẽ tương đương với 0,025 nhân với 100 cm, tức là 2,5 cm. Vậy chiều dài của nền căn phòng đó trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 200 là 2,5 cm. Đáp số 2,5 cm. Các em học sinh thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài 45, tỷ lệ bản đồ. Ở trong video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài 46. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video lần sau.